Xin chào quý anh chị. Hôm nay salon Luxury Car Hải Dương lại về một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất 2018 bản 2.4 máy xăng. Chiếc xe này đã sử dụng được 6.200.000 km và hiện tại đang có giá chào bán là 825 triệu. Một chiếc xe màu đen rất là đẹp. Xe được trang bị rất nhiều các cái tính năng. Đây là chọn các chế độ lái này, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt, ghế lái chỉnh điện, vô lăng tích hợp các phím chức năng, ví dụ như tự động chân ga này, tăng giảm âm lượng chuyển bài, đàm thoại rảnh tay. Nội thất màu kem. Xe được trang bị sẵn màn hình cam lùi theo xe. Xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Xe này đã có lắp sẵn thảm lót sàn rồi. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Cốp mở điện. Đây là ghế thứ ba. Đó, khá là rộng rãi. Xe được trang bị cảm biến trước sau. Chiếc xe này là gốc Hải Dương, đang mang biển số 34A24666. Nếu như anh em nào yêu thích biển đẹp thì chiếc xe này cũng là một chiếc xe biển khá là đẹp, biển Tam Hoa 624666. Điều hòa tự động này. Và đây là khoang động cơ của chiếc xe, sở hữu khối động cơ 2.4 lít, máy xăng, cam kết nguyên bản máy số zin, khung xương gầm bệ hoàn toàn không bị đâm đụng mạnh tai nạn. Quý anh chị yêu thích mẫu xe này, vui lòng liên hệ trực tiếp cho em vào số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888 xem xe trực tiếp tại địa chỉ của Salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng, động cơ 2.4 sản xuất 2018, đã sử dụng 6.2 và đang có giá chào bán là 825 triệu có thương lượng. Và chiếc xe này vẫn hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Nếu như anh chị có nhu cầu